Tháng 7 âm lịch hàng năm, nhu cầu mua sắm của người dân dịp lễ Vu Lan lại tăng lên. Tại các chợ truyền thống, siêu thị, nhiều mặt hàng đã được bày bán phong phú. Đặc biệt thời điểm này, thị trường thực phẩm chay cũng bắt đầu sôi động để phục vụ người tiêu dùng. Các sản phẩm chay truyền thống như nem chay dao động từ 60 đến 70 ngàn đồng một ký, bánh bao chay từ 3 đến 5 ngàn đồng một cái, gà chay từ 70 đến 100 ngàn đồng một con, giò nạc, giò bò, giò nấm từ 60 đến 90 ngàn đồng một ký, cá tôm chay dao động từ 100 đến 300 ngàn đồng một ký. Các sản phẩm đông lạnh phải kể đến như chả lụa, chả giò, rau củ dùng thịt, nem cua bể, cá bạc má, cá sặc, đùi gà xả, giá từ 30 đến 60 ngàn đồng một gói 200 đến 300 gram. Loạt sản phẩm gia vị chay như nước mắm ngũ vị, hạt nêm, sốt, mắm nêm, dầu hào trên dưới 20 ngàn đồng một gói. Thị trường thực phẩm chay ổn định do ngày càng nhiều người sử dụng, nhưng từ đầu tháng 7 âm lịch, nhất là cận ngày lễ Vu Lan, sản phẩm tiêu thụ có phần tăng lên từ 10 đến 15%.